Chúng ta xem xét giải một cái phương trình mũ này trên tập số thực ha. Phương trình 4 mũ 1 phần x cộng 3 mũ x bằng 7. Thì cái phương trình này là cái phương trình khá là phức tạp. Chúng ta thông thường những cái phương trình mũ hoặc là các phương trình phức tạp thì chúng ta không thể sử dụng các phép biến đổi đại số cơ bản để chúng ta giải như phương trình đã thức ha. Thậm chí phương trình đa thức thì nếu như cái bậc của nó lớn hơn bằng 5 thì chúng ta cũng không khả năng mà làm một cách thô sơ được ha. Thì thông thường đối với những phương trình phức tạp như thế này chúng ta sử dụng công cụ hàm số. Chúng ta dùng cái công cụ hàm số, thực ra nó chính là hệ quả của lý Lagrange. Sau đó chúng ta sẽ suy ra được cái số nghiệm tối đa của phương trình này. Từ đó chúng ta sẽ nhẩm nghiệm, tìm ra các nghiệm của phương trình. Đối với phương trình này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng phương trình này có một nghiệm là một ha, 4 mũ 1 phần 1 cộng cho 3 mũ 1 phần 7, hiển nhiên ha. Nhưng cái vấn đề đặt ra là tìm, thật ra phương trình này còn có nghiệm thứ hai, nhưng mà cái nghiệm nó khá là phức tạp, không dễ để nhẩm ra ha. Thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là bao gồm chứng minh phương trình này có tối đa hai nghiệm và chỉ ra hai nghiệm của nó. Đây là một cái bài toán trong cái kỳ thi nào đó nhưng mà mình không còn nhớ tên của nó ha. Rồi chúng ta thử giải quyết cái bài toán này. Thì chúng ta trước hết chúng ta dùng cái công cụ hàm số để chúng ta chứng minh phương trình này có tối đa hai nghiệm ha. Đó. Sau phương trình sau nè tương đương với cái phương trình f(x) bằng 0. Với cái hàm f được xác định như sau. F(x) bằng 4 mũ 1 phần x cộng 3 mũ x trừ 7. Trước hết chúng ta sẽ cái chú ý đến cái tập xác định hàm số này. Ký hiệu là df ha. Chính là tập số thực. Bỏ đi 0. Thì nó chính là hợp hai cái khoảng trừ vô cùng đến 0. Hợp với khoảng 0 vô cùng. Trước hết chúng ta có một nhận xét sơ bộ là rõ ràng với x âm thì chúng ta có f(x) nó sẽ nhỏ hơn trừ 5 ha, tức là f(x) nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng trừ vô cùng đến 0. Vậy là phương trình không có nghiệm trên cái khoảng trừ vô cùng đến 0 ha. Vì f(x) nhỏ hơn 2 trừ 7 phần trừ 5 nhỏ hơn 0 chứ mỗi x5. X5 thì lúc đó 4 mũ 1 phần x nè, 4 mũ số âm nè, âm nè, 3 mũ số âm nè, nhầm nó nhỏ hơn 1 nè, nhỏ hơn 1 nè. Do đó với f(x) của chúng ta nhỏ hơn 0 với mọi x âm nên phương trình không có nghiệm trên khoảng trên sao vô nghiệm trên khoảng không có nghiệm trên khoảng trừ vô cùng không ha. Bây giờ chúng ta tập trung xét trên cái khoảng không vô cùng ha. Ta có ta lần lượt tính đạo hàm cấp 1, cấp 2 của hàm số này, chứng minh đạo hàm cấp 2 của nó dương để suy ra cái phương trình f(x) bằng 0 này nè, phương trình sau này nè, nó có tối đa hai nghiệm ha. Đạo hàm cấp 1. Dùng công thức đạo hàm của A mũ x ha. Bằng A mũ x lóc đi bằng của A. A mũ u đạo hàm thì ra là bằng u phẩy a mũ u về a. Thì đạo hàm con f thì biến x bằng trừ 1 phần x nhân cho 4 mũ 1 phần x log lim của 4 cộng cho 3 mũ x log lim 3 1 phần x bình chứ ha, trừ 1 phần x bình. Cứ như vậy chúng ta tính đạo hàm cấp 2. Chúng ta đang xét trên khoảng không vô cùng nhé.
thì chúng ta tính từ từ ha. Đạo hàm cấp 2 của trừ 1 phần x bình, tức là trừ x mũ trừ 2. Đạo hàm ra là 2 lần x mũ trừ 3 là 2 phần x mũ 3 cho 4 mũ 1 phần x, nhưng log này bè của x, log này bè của 4. Rồi cộng cộng cho 1 phần x mũ 4, 4 mũ 1 phần x, log ni bê của 4 bình thường, cộng cho 3 mũ x, log ni bê 3 bình thường. Và hiển nhiên chúng ta thấy được rằng là đạo hàm cấp 2 của hàm F nó luôn dương nè. Lớn không? Mọi x dương. Chúng ta áp dụng cái định lý hệ quả của định lý Ron ha, thực ra nó cũng suy ra từ cái định lý Lagrange thôi, thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình sau này có tối đa hai nghiệm. Để có được điều đó thực thực chúng ta sẽ dùng định lý Ron và phản chứng ta suy ra được ha. Do đó phương trình sau có tối đa hai nghiệm. Mặt khác, f tại 1 bằng 0 bằng f tại gì đó nữa cũng bằng 0. Chúng ta tìm cái nghiệm thứ hai. Cái vấn đề ở đây là phiền phức nhất là chúng ta tìm cái nghiệm thứ hai như thế nào ha. Đó là cái vấn đề. Thì chúng ta sẽ xem xét một cái cách để tìm ra cái nghiệm thứ hai cụ thể như sau. Chúng ta làm một cái quá trình nó ngược so với thông thường. Thông thường thì chúng ta sẽ từ cái phương trình logarit người ta sẽ biến đổi đưa về phương trình mũ đi xử lý ha. Nhưng ở đây chúng ta sẽ làm một quá trình ngược lại, logarit quá nó ha. Và hơn nữa chúng ta sẽ có thấy, nếu chúng ta sẽ thấy thấy vào quá cái quá trình mà tìm ra công thức đạo hàm thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái đạo hàm của hàm mũ thì nó sẽ dễ hơn so với đạo hàm logarit ha, tức là thật ra đạo công thức đạo hàm của logarit được suy ra từ công thức đạo hàm mũ. Tính tích phân chẳng hạn thì người ta cũng xem xét như là cái kỳ tích phân của hàm log nó sẽ phức tạp hơn so với tích phân hàm mũ ha. Do đó thì đây chúng ta làm một cái quá trình nó hơi bị ngược ha. Với t bằng log như vậy, t bằng 3 mũ x thì sẽ có được x bằng log cơ số 3 của x bằng log cơ số 3 của t. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến 4 mũ 1 phần log cơ số 3 của t là log cơ số, thì chính là log cơ số t của 3 cộng cho t bằng 7. Hoặc là chúng ta biết ngược lại, vẫn để nguyên 1 trên log cơ số 3 của t. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến cái phương trình sau. À, 4 mũ 1 phần log cơ số 3 của t bằng 7 trừ t. Từ đó chúng ta dẫn đến 1 trên log cơ số 3 của t bằng log cơ số 4 của 7 trừ t. Từ đó chúng ta dẫn đến phương trình log cơ số 3t của t nhân log cơ số 4 của 7 trừ t bằng 1. Chúng ta xem xét cái phương trình này, chúng ta thử nhẩm nghiệm của phương trình này ha. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng phương trình này nó khá là đặc biệt, nó có hai nghiệm đặc biệt nè. Dễ dàng thấy được t bằng 1 và t bằng 3 là hai nghiệm của kiểm tra lại bằng 3 hay bằng 4. T bằng 1 nhầm T bằng 3 với T bằng 4 là hai nghiệm của phương trình này. Thì T bằng 3 sẽ tương ứng với con x bằng 1 ha.
Và T bằng 4 thì tương ứng với con x bằng log cơ số 3 của 4. Kinh nghiệm thứ hai của chúng ta nó khá là xấu xí, tức là nhìn nó đẹp nhưng mà không dễ để nhẩm ra, gọi là xấu xí ha, nó rất là ảo ha. Mặc dù ta đang tìm đây là nghiệm thật nhưng mà nó ra được nghiệm khá là ảo theo cái nghĩa thông thường, chứ không phải là nó ảo là số phức ha. Đây là một số thật nhưng mà nó khá là không dễ dàng để nhận ra ha. Vậy bằng cái lập luận này chúng ta đổi biến như thế này ha, chúng ta dẫn đến chương trình này, và chương trình này lại có hai nghiệm nguyên, ta có thể nhận ra được từ hai cái nghiệm nguyên T chúng ta tìm ra được hai con x. Thì chúng ta tiếp tục quá trình giải cái phương trình bên đây. Cái nghiệm thứ hai rất là ảo. F tại log cơ số 3 của 4 0. Kết hợp hai điều trên ha, ta sẽ có được tập nghiệm của phương trình. Nghiệm của phương trình S gồm hai phần tử 1 log cơ số 3 của 4. Được ha. Vậy chúng ta đã giải quyết được cái phương trình này bằng công cụ hàm số ha. Đối với phương trình phức tạp thì chúng ta thông thường chúng ta không thể sử dụng các phép biến đổi đại số cơ bản để giải, mà chúng ta phải sử dụng các công cụ hàm số. Thật ra nó chính là cái công cụ giải tích ha. Cái nền tảng, cái cốt lõi của nó là cái định lý Lagrange. Sử dụng nó kết hợp phương pháp phản chứng, chúng ta sẽ suy ra được cái phương trình sau có tối đa hai nghiệm. Sau đó chúng ta nhẩm hai nghiệm. Nhưng quá trình nhẩm để tìm ra cái nghiệm log cơ số 3 của 4 là rất là khó khăn. Ở đây mình vay mượn thông qua cái ý tưởng sử dụng cái phương trình logarit ha. Đặt t bằng 3 mũ x, từ đó dẫn đến phương trình logarit này. Và phương trình logarit này khá đặc biệt, nó có hai nghiệm đặc biệt. T bằng 3, t bằng 4, hai nghiệm nguyên luôn ha. Từ đó chúng ta tìm ra nghiệm thứ hai. Đó là cái vấn đề cốt lõi. Vậy chúng ta sẽ đã giải quyết được cái phương trình này ha. Khá là đơn giản. Nhưng cái trong cái đơn giản đó nó chỉ có cái yếu tố phức tạp, chính là tìm ra cái nghiệm thứ hai này. Để tìm ra nghiệm thứ hai, chúng ta thực hiện một quá trình làm ngược so với thông thường. Logarit hóa phương trình mũ.